Sướng cái bài. Treo cái áo nó lên bên kia đi. A Di Đà Phật, người nhà đâu nhỉ? Chỉ cần một người dắt ra được rồi phải không? Bà lấy ngựa Ngũ Phương này đi hóa đi, từ nãy đến giờ rồi chưa hóa ngựa Ngũ Phương đấy. A Di Đà Phật. Chị cho bá đi hóa đi cái anh Bình ơi. Bố mày đâu à? Tí. Với trong này à? Đây này. Đây năm ngựa này. Mang rồi, ra đằng sau các nhà. Đi qua cái nhà kia này, đây. Đi qua cái cây sung ấy nhá. Còn chỉ ở đây lễ thôi. Bà quen rồi bà thầy người ta còn làm việc chứ mình đi ra đấy cái đường to tướng thì chả nhẽ không nhìn thấy. Chị ơi, bà này. Đi vào cái chiếc cửa nhà kia xong rồi xong là sau kia cho có chỗ hóa mã mà nhá. Đúng rồi đấy. Đấy cho vào túi bóng đi cho đi. Thôi cứ bê đi con hộ một chân một tay. Bê ra ngoài đi. Đúng rồi, một chuyến hết rồi. Bây giờ tôi nghiệm đi hóa cho cháy hết đi nhá. Cho có bật lửa à? Đấy bật lửa đi theo. Thằng con đi ra ngoài kia bảo ông giã cho bà một củ gừng đi để bao sái đàn tràng đi. Chưa biết cái gì là bao sái đàn tràng đâu. Được biết rồi này việc nhỉ? Cho con nói chuyện bảo mẹ giận nó. Tao chẳng làm gì cho. Oan. Đang gì? Bây giờ đánh. Đánh cái này. Kết bạn nó không có việc gì nên cứ kết bạn làm gì nói chuyện linh tinh à? Nói chuyện linh tinh làm gì? Kết bạn nó phải có cái nói gọi điện nó phải có công việc chính đáng, nói chuyện linh tinh nói chuyện làm gì, làm thầy làm thánh. Ơi nấu cháo đi nhá, nấu bảo ông mày nấu cháo chúng sinh nữa. Vâng vâng.
Thằng này ít nữa cũng cho nó ra trình đồng ở phủ hầu hạ đi, xong rồi để 3 năm nữa để ra mà làm việc. Còn nhiều người phải làm lễ di cung lắm. Tắt nước theo mưa hết bao nhiêu đâu nhỉ? Chả thế. Nếu mà mày ra hầu được thì mua mã xong rồi mẹ mày góp tiền vào. Góp tiền vào để cho nó ra hầu đi. Tháng 11 này là ra hầu được rồi đấy. Tháng tí. Mã thì hết bao nhiêu lắm. Cái mắt bà nào nhìn ghê thế. Mắt bà Nga. Không nhìn mà ghê đó. Trời ơi. Lạnh thế cơ à? Ừ. Ừ. Lúc thì nóng. Lúc thì kiểu nhiều nóng cúm ấy. Vừa đấy thì tao nóng toát mồ hôi ra. Bây giờ thấy lạnh. Hai bà đi hết à? Thế không có ai. Ô thêm ra đấy thì hóa thì đứng ở đấy à? Ô thế chết rồi. Không rồi. Về làm lấy à? Tí lo sái đàn tràng đi. Con cậu không biết làm tiếng kêu đâu mà. Không làm tiếng kêu, làm tiếng thổ. Nhanh lên. Đó là tràng à? Tràng là giải vế chứ mấy. Để lấy một cái càng cây nhắn rồi. Đợi lấy cho con cây. Cháu này chưa biết đâu nè. Con là học tiếng kinh nữa mới được. Bảo mấy bà về đây, bảo bà kia về đây làm lễ đi, làm lễ đi. Ừ, chào em, mấy hôm cứ bảo xem cho em nhưng mà chị bận quá em ạ. Không rồi, bớt chút thời gian để lên đi em xem. Cái đang vang lên vô vàng bên trên nằm thiên ta là dài bi dài bê ốc nàng bàn khẩu nà cứng bàn hưng nà sợ dài bê khấn bàn đền tung điện nà a da e be o các mâm cô mâm pang mâm cô đầy lúng về đã mâm pang đầy khao bên bọc da e về bay về đếp về thái về thái đôi về thuận về bắt cái bỏ đầy súng khẩu cái về mỏ về vài về thái về thuận bỏ đầy súng khẩu mâm cô mâm pang dài bay về kém nằm đen kém nằm đào bưng nọc súng mà dừng can súng khẩu dài về khi có đại hóm hương ban cưng đại hóm bao số dài vương hà sĩ có phải ta hầu hạ xong rồi để ít nữa 3 năm nữa nhà ngài chấp nhận chấp thuận nhờ theo nằm tên ở kênh nằm giao việc cho nằm tên ký lòng dài sao nằm thành tạo dài về ốc bác thân bì bì dài tăng ốc na tô lòi lòi dài về ốc các mâm cỗ mâm pang đây lùng bên đau để khao bên bóc dài bay ấy về khẩn sang bay ao thật chặt đất ao chán ô dài về ốc na tử xe pang dài pang ốc na cưng xe đình na đây xuống cầu na tương ấy xe lễ bó thông xe pang cũng bó sang dài về khẩn sang bay ao thật chặt đất ao chán sang đầu xuân dài về ốc lên na tới khách sạn đi về vì mình còn nợ nợ thiên đình nhỉ. Nhà ngài không mở cửa trời xuống. Dạy về đã xong cái đồng dạy vang đã rồi. Dạy về coi các dạy về ốc là cả cà phê nóng dương thể văn nảy mi lê mà tăng mi ba ngày khẩn lò. Dạy về thì dạy về ốc là sẽ tăng dạy tăng ốc là từng xe lệ. À về bó đây chung cầu na cũng sẽ đi bó thông dài về khăn tam bay áo thật chất đất áo chăn áo con sổ dài về đã xong tay lông dài vàng ba rồi. Cái tiếng kinh này mình nó chả gì thế, nó chả thấy bao sái như thế có gì đâu. Mẹ không học tiếng kinh cho, đang làm kinh hay làm thổ. Nửa kinh nửa thổ thì mình chả vào làm nửa kinh nửa thổ nha. Cho con đánh cái này nó nhẹ hơn cái tay con đau ấy. Ở đâu thì ông đấy chứ.
Đấy. Đọc tiếng kinh mãi các bà cũng chán vì các bà người dân tộc. Người dân tộc à? Thank you.
Duy nguyện bảo tọa đoan trang quang động.
Tí nữa mà thầy mà không xin được đài là do mình vái đấy nhá, do cái tâm mình đấy nhá. Thank you.
trống to này. Lau mặt một cái khổ lắm cơ, nhìn thấy thầy cứ xin xoa mà không biết ai đi lấy cho, ngu lắm cơ. Có phải chị kia mới được à, cứ phải chỉ đến tên mới được à, mình nhẹ 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 đi lấy chứ. Để ta cất nắng. À vào hôm nãy để ta cất nắng. Đấy ta nhìn cái tiếng. Mẹ sờ cái này nè. Miệng thơm cái tao ấy, có đánh thôi. Đánh cái này nó sướng nhá. Mày quay phim mày quay vào cái người sinh gái mày không quay. Mày cứ quay vào người sống gái làm gì? Giời ơi ạ. Đây.
cái nhà mà tối hôm qua là cái bà đấy tên là gì đấy em, cái bà bị ung thư ấy, hôm qua thầy là mơ một cái cục ung thư nó thối kinh khủng. Lưu Thị Dần à? Lưu Thị Dần chết là bao nhiêu tuổi đấy? Đấy cái bà đấy là bà đấy là cần mình phải tụng kinh để cầu siêu cho bà đấy đấy. Hôm tối hôm qua bà ấy báo về cho thầy đấy, nghe thật đấy. Sáng nay bảo thế nhà mình có ai bị ung thư không? Đấy. Mới đầu thì hôm qua thì chỉ báo là ung thư thôi. Thế một cục thịt này. Thôi kinh khủng. Giật mở một thiêu. Đó. Dì Đức bảo là ta nằm mơ thôi tao mới tí. Thế bà Nga, Đức Trường Binh. Trường Binh ở đâu? Không biết, nó ở nằm mơ. Trường Binh Trường Linh một lâu. Biết được không? Hay làm lại nữa ở trên đấy. Phải chuộc về. Năm nay phải chuộc sao đó. Làm sao mà cái mặt mày đỏ hết lên à? Để cái chuông về đây cho bà để bà tụng kinh. Chuông. Đây là cái chuông con ạ. Biết cái chuông chưa? Bây giờ mới biết phải không? Đi làm tháng 20 triệu ở công ty à? Bây giờ phải về chu phải chịu chui đầu vào đây phải không? Làm tháng 20 triệu đấy, bây giờ phải chịu chui đầu vào đây đấy. Ổn không? Chú thị bồ đặng đặng chú đặng chú nhật tiến cổ chân tật.
con xin Đức Thánh Trần Triều các quan về trên để tắm dệt nếp cho họ chú họ lâm tiền lễ gì cũng ngoan sâu tay son đổi bệnh cài vì cát cài họ vi tường vì ở dưới trần gian con sinh dịch thời nói cho nên chẳng được yên an bàn mạnh người trần gian nhưng sâu hệ trên thiên cung trên thiên địa đình vì sinh thời lỗi số cho nên con chẳng được yên căn yên sâu yên sổ tiền định ở dưới trần gian muôn vàn khổ cực đắng nắng cay. Nam mô A Di Đà Phật ở dưới trần gian vất vả cơ hàng hai bàn tay trăm muôn bàn tay không này con chẳng dám lấy đồng tiền làm cao của cải làm quý nhất tâm chi thiết nhất giả chi thành tận thành lễ bạc về đến đây cửa đền liễu vũ điện linh từ anh linh xin lành lễ di cung hoan sâu mà tại sao đổi vậy. Nam mô A Di Đà Phật con còn xin cúng phụng tụng kinh để sa môi cho bản thân sa môi cho tam nghiệp cầu siêu cho các phong tăng cử quyền tận độ ra tiên niên trong dòng họ đi họ lâm họ chú họ hoàng. Nam mô A Di Đà Phật con niệm Nam mô A Di Đà Phật con nguyện cúng phụng tụng kinh để sa môi cho tam nghiệp sám hối cho các văn tiền nghiệp tiền duyên xin được tụng kinh cầu siêu cho các văn tiền kiếp tiền nghiệp tiền duyên để từ nay xin Phật tách lớp phù dưỡng trợ vạn quý tiền hình được siêu sinh tinh độ ở dưới trần gian con được trực tính đường trần ba hồn chín vía ba hồn bảy vía ba hồn chín vía ba hồn ở dưới trần gian được thông minh chính trực không còn ma tà quỷ hoa không còn bóng tà âm yểm theo bóng nóng đường trần gian để cho con được yên an bàn mạnh từ nay được gặp trăm sự tốt phát sự lành con còn xin dài hạn cầu an xin khai mở cũng lộc tài làm ăn quân con nam mô A Di Đà Phật cho con trồng cây tốt mua may bán đất hàng được giàu sang phú quý con nam mô A Di Đà Phật cho họ chú công từ nay bớt ham mê cờ bạc bớt ham mê tài xỉu trên điện thoại ở dưới trần gian được an yên ban mệnh vạn quý tiền hình bắt thần hộ mệnh cài họ vi cát cài họ vi tường thành son đồ để cho con ngày hôm nay mẫu thân của con là hoàng thị Việt nhật những tâm miệng vào tấu mang đầu đôi vào quỳ tay chắp đôi quỳ xin bề trên để tâm tâm xem nên cho nam tử của con được yên an và bệnh nguyên văn chú văn chiên con ở dưới trần gian được cắt dài sao vô thần hòa tu chiếu mạnh nam mô A Di Đà Phật Đà Phật để từ nay trở đi từ giờ về sau cầu duyên đắc duyên cầu phúc đắc lộc đường sai tài mạnh khỏe bình an con nam mô A Di Đà Phật con niệm nam mô A Di Đà Phật. Cứ thành tâm đi.
rồi con được về cứ bây giờ cứ tu tu tâm tu đức tu tính để cho con nó được được thay son đổi số để cho các ngài xin các ngài là để tâm xếp nếp để coi như là để tâm để ý đến con mình, bách thần hộ mệnh bảo hộ cho gia chủ được bình an, họ Chu con được đi chín về mười, đi tươi về tốt, đi trăm về vạn, không có nửa nạc nửa mỡ đâu nhá, không có nghi ngờ đâu nhá, nghi ngờ Phật Thánh là ăn đòn luôn đó, nghi ngờ Phật Thánh là làm hại đến bản thân con của mình ngay nhá. Người ta bảo là phúc đức tại mẫu bà ơi nhá. Không được thay tâm chuyển ý, nếu đã một là một, hai là hai, đã đến là đến. Hay quá cô ơi, trời ơi, tôi em cảm ơn bác thầy truyền A Di Đà Phật. Bây giờ cúng xong đến bề trên Đức Thánh Trần Triều các cùng với các quan rồi, bây giờ lại sang Đức Chúa Sơn Trang, thỉnh Đức Chúa Sơn Trang, bà Chúa năm phương khai tài đãi lộc cho. Có thấy ai cũng hay như này không? Chưa thấy bà. À thế là lần đầu tiên phải không? Giờ còn giảm rồi đấy, lúc trước còn hay nữa. Thế mới hay, mới bảo cái tín bảo thì ra ấy, mời chán rồi, chán cái gì? Bác nghe nghe đi, chán cái gì? Nhà. Đấy, con dâu, con dâu nó đang ở nhà xem kìa. Cho phải cho đường xuống đây nữa không? Có cho đường xuống để cho nó ngọt. Cà phê à? Hay sữa? Ở cái sữa. Sữa giảm béo đấy. Ừ. Bây giờ hát tiếng kinh này thì chắc tình rồi đúng không? Ờ. Chị bảo ngồi đây hỏi thì cứ đủ lặng lặng rồi thì không tao ngồi đây nghe rồi. Bài bản nha, bài bản rồi đấy. Đến thân chắc hẳn. Thế, khẩu cũng hơi chắc mà. Thế. Keo nhưng mà nó chắc cả keo là nó chắc kỳ rồi. Nó chắc cả kéo mà, nào. Ít nữa ra trình đồng mà phủ đi, xong mà để ba bà con mình đi cúng. Chả thế làm nào, cùng một nhà bây giờ. Hôm nay là mới số đấy. Hôm nào bà vào xem bói đi. Không, đảm bảo các bà này hôm nào vào nhà con xem bói đi. Nhà con ở chỗ cái gì nhà Hô Phúc à? Minh Tiến Hô Phúc ấy, cứ hỏi nhà thầy Linh, con tên là Linh. Đấy, nhìn xem nó bị cơ đầy người, nó bị còn độc quyết xác không thôi. Không chịu làm như cả đấy cho. Đi làm tháng 20 triệu nên bây giờ phải quy hàng, quy đầu đấy. Không cho làm mẹ. Không phải đơn giản đâu. Công chúa của mẹ ơi. Trong kia. Nhanh. Nhanh nhanh không ta chửi chỗ giờ ấy. Mẹ ơi. Bà ơi. Giờ rồi. Mẹ thầy thì cũng đồng bóng, sáng thì sớm thì mưa, chưa có sương mù. Thế
đến đến con, bây giờ lại đến thằng cháu này. Sáng thì mưa, chưa có sương mù. Mẹ ơi, bà mỏi rồi. Pha xong chưa? Nhanh lên. Giờ mới cũng đến sơn trang này. Ui, lấy cốc sáng. Lấy cốc bé này. Cái ở nhỉ? Đấy, con dâu nó ở nhà, nó đang bán hàng, nó vừa ngồi bán hàng, nó vừa xem kìa. Ừ, thế. Nghe thì sướng. Đấy, ồ, mẹ mình đi làm. Con đánh trống đi. Trống. Con dâu đi, nó có theo dõi không, phải không? Ừ. Con cầm đầu kia hay quá là tí nó lại không biết gì. Đấy, chồng. Bắt đầu vào mình phải đánh trống dồn dồn. Để mẹ mày đánh đi. Con chưa biết đánh à? Con non lắm. Ok. Đấy mẹ uống đi. Nào, khỉnh chồng đi nhìn đây. Uống ra, uống ra. Thank you.
trên đồi mà mày cầm cúi cô 11 thì không được đâu nữa nhá. Thank you.
thêm cánh phượng nơi đây. Đóng khâu hết đây đây. À nè. Ừ. Có chứ. Nhất biến nhất đi thật.
sa ban một lục làm sa ban một lục làm sa ban hằng tiêu tam tam bài này con cầu phú quý đa nhiều mạnh khỏe bình an cửa nhà khang ninh gia đình hưng thịnh nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật xin bà đứng chúa sân trắng bà chúa năm phương khai tài đại lộc cho họ lâm con lâm thì tuy con cho con trồng cây cây lớn ươm cây cây tốt buôn bán buôn may bán đắt xin chúa dân khách gửi thì tới khách xa thì về để cho con buôn bán cây được ra để cho con thêm ngân thêm xuyên được giàu sang phú quý cuộc sống thanh nhàn đỡ vất vả cơ hàn gian nan ở dưới trần gian con vô cùng đội ơn Chúa. Nam mô A Di Đà. Con lại được xin Đức Chúa sơn trang cai quản 18 cửa rừng 12 cửa bể cai tài đại lộc cho Chu Văn Tiên con Chu Văn Chiến con bản mệnh binh tí hành canh. Nay vì đường xa xa xôi vì công vì việc con chẳng đến được cửa chúa nay mẫu thân con mang miệng vào tâu mang đầu gối vào quỳ tay chắp gối quỳ xin thay van đỡ cho con nam tử Chu Văn Chiến xin Đức Chúa sơn trang để tâm xếp nếp lôi đầu tung tóc Văn Tiến con từ nay không còn ngang bướng, từ nay không còn ham mê cờ bạc, tài xỉu trên điện thoại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Chúa phù phép để tâm dẹp nếp cho Chú Văn Tiến con thay tâm chuyển đi. Xin Chúa về thỉnh với mẫu báo cáo với vua cha Ngọc Hoàng báo cáo về cửa thiên đình năm sinh quan lớn mười sinh các quan độ cho tín chủ con từ nay được thay son đổi số thay cung đổi mệnh cải hung vi cát cải họ vi tường để cho chiến con ở dưới trần gian gặp trăm sự tốt vạn sự lành con nam mô được mạnh khỏe bình an cầu phúc đắc lộc được sai tay cho cả gia đình nhà con gái trai trà già trẻ gái trai được thuận hòa trên thuận dưới hòa trên bão dưới nghe trên đè dưới nhường được chảy một dòng thuyền xuôi một bên được tai qua nặng khỏi Nam mô A Di Đà Phật để cho con ở dưới trần gian cầu chỉ được đầy ước gì thì nên. Nam mô A Di Đà Phật con niệm Nam mô A Di Đà Phật. À rồi, chết rồi. Đấy. Linh ạ. À? Trả lễ Chúa Sơn Trang đấy. Cai quản 18 người rừng 12 cửa về thì Chúa mới dẫn khách về cho chứ. Trồng cây cây tốt trồng lúa lúa lên xanh để từ con tuổi còn trẻ tóc còn xanh chưa biết chi mà cũng chẳng biết gì
xanh màu sắc dành bé con. Xin Đức Chúa hãy ân để tâm xếp nếp cho các con các cháu để được duy trần gian, được thông minh khôn ngoan khôn khéo, để soi tài bói giỏi soi xếp ba điều không xảy vạn điều không sai. Hay lắm nhỉ, nghe nó thú vị lắm nha. Đấy, mấy cái chuyện người thổ mà biết nghe nghe rõ ràng. Mà có cứ nghe theo thì cứ mà theo cái thổ thôi. À ừ đúng rồi. Có cái gì thiếu mà theo nói là thổ nghe đâu. Đúng. Không giống được cái gì luôn. Thế keo nói là bám, thổ nói là keo chịu đấy. Keo xịn đấy, không phải đùa đâu. Thế nào bây giờ lại cúng ngủ đi, không tham cũng ngủ. Biết mẹ mà ăn con chả ăn xong quách cả. Họ học lớp năm rồi nhưng mà chuẩn bị hết vào cấp 2 ngay, nhưng mà chưa biết được cô thổ nào luôn. Thế à? Đấy, cái đứa con nhà em ấy còn mất tiền đi học cái thổ kìa. Đi thổ, mẹ nói thổ, có còn mẹ Tân nói thổ còn không sỏi. Nhưng mà làm giáo viên bây giờ nó phải đi tiếng dân tộc này. Thế cái đứa kia bảo nghề tài ấy, nói câu tài còn không biết. Bà ơi bà, hôm nào con bà con dạy. Dạ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con lại chín phương trời, con lại mười phương đất, con lại mười phương chư Phật, chư Tăng, mười phương A Di Đà Phật, chư Thánh Thế Tôn. Cái quần 18 cửa rừng 12 cửa bể A Di Đà Phật. Con xin tỉnh chú Hải Bái Chúa về giáng hạ tại bản đền bản phủ Lai Lâm. Giáng hạ giáng Lai Lâm tại bản đền bản phủ Lưu Phúc Điện Minh Từ, hiệu pháp danh con hiệu Hoàng Pháp An, con là Củ Nhang bản đền. Ngày hôm nay có tín chủ họ Chu và họ Lâm con về đến đây để xin tiến lễ cầu an giải hạn và lễ di cung oán số cải hung vi tắc cải họ vi tưởng trả nợ tàu quan giải oan nghiệp chướng phúng phủng cửa kinh để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ A Di Đà tam đời tứ đại dòng họ Lý họ Lâm A Di Đà Phật, và xin cầu siêu cho họ Chu và họ Hoàng A Di Đà Phật, xin Đức Chúa sanh trang chứng tâm lòng thành cho họ Chu và họ Lâm ngày hôm nay, họ Lý A Di Đà Phật, để xin Chúa để tôi xếp nếp vào an tài khải tài được chứ cho các gia các chủ A Di Đà Phật. Xin Chúa chứng tâm chứng lễ chúng con lòng thành lễ mỏng. Thiếu thì Chúa biến cho làm đủ, mà ít thì Chúa biến tiểu thành đa. Hóa vô vi hữu A Di Đà Phật. Chứng tâm A Di Đà Phật, nhất âm nhất dương A Di Đà Phật. Lễ dân sao giải hạn nha. Nhà ấy chưa có nha em nhá. Nhà họ Chu nhà họ Lý chưa có nhá. Ừ. Em đặt lễ lên đi để tí nữa làm lễ dân sao giải hạn luôn. A Di Đà Phật, lễ của mình là lễ của mình. Mẹ mang đi ấy được chưa? Để đây lúc nó khô. Vì nếu mà xin được đài cơ thì là thầy không bảo gì cả. Ừ, đặt 500 đi nhé. Không đủ cứ đặt đi, hôm khác mình lại giả. Được cái khác chuyện vào được. Sao đâu, thầy không bảo gì đâu. Ngũ hổ để tí nữa khao tám tướng đi. Cúng sau đi. A Di Đà Phật, xin cha mẹ dẫn đường.